Mitsubishi Spander phiên bản Hybrid 2023 vừa lộ thông tin về ngày ra mắt thị trường Đông Nam Á, quyết cạnh tranh để khẳng định vị thế trong phân khúc. Ông vua phân khúc MPV Mitsubishi Spander vẫn liên tục khẳng định vị thế của mình, với những cải tiến bất ngờ, cho người dùng và sắp tới đây. Phiên bản Hybrid sẽ sớm được ra mắt, tăng áp lực cạnh tranh lên cho Toyota Veloz Cross. Vào cuối tháng 6 vừa qua, trong cuộc họp đại hội thường niên lần thứ 53 của Mitsubishi Moto, giám đốc điều hành của hãng đã tiết lộ về thông tin biến thể hybrid của mẫu MPV Mitsubishi Spander 2023. Theo đó, Mitsubishi Spander Hybrid 2023 sẽ được ra mắt thị trường Đông Nam Á trong năm sau. Xe sẽ được phát triển dựa trên hệ thống plug-in hybrid cao cấp nhất của Mitsubishi, đi đầu trong ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản. Dự kiến, biến thể hybrid của Mitsubishi Spander 2023 sẽ đến thị trường Đông Nam Á, đầu tiên là tại Indonesia vào nửa đầu năm 2023 sau đó sẽ là Thái Lan và các thị trường khác, có thể có cả Việt Nam trong nửa cuối 2023 hoặc đầu 2024. Vừa qua, thương hiệu Nhật Bản đã tung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời Mitsubishi Spander 2022, đến lần lượt các quốc gia như Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Ở phiên bản nâng cấp 2022, Mitsubishi Spander 2022 đã có tận 20 điểm nâng cấp mới, nhiều nâng cấp trong số đó mang tính cải cách, dù đó chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, facelift. Những thay đổi đó bao gồm đèn pha và đèn hậu dạng tê xếp với công nghệ LED thấu kính, cho khả năng chiếu sáng tốt hơn. Đèn định vị mới tích hợp đèn báo rẽ hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung của phần đầu xe. Kích thước của hai thanh mạ chrome chữ X ở mặt trước to bản, cản trước trải rộng theo phương ngang khiến xe cao ráo hơn. Tổng thể Spander 2022 mang phong cách crossover khỏe khoắn với chiều dài thân xe lên đến 4595mm, tăng hơn 120mm so với phiên bản trước, chiều cao xe tăng lên 20mm. Xe được trang bị mâm lớn hơn với kích thước 17 in. Phía bên trong khoang nội thất Mitsubishi Spander 2022 cũng nhận được một vài thay đổi như ghế da thiết kế mới êm ái hơn, vật liệu da tổng hợp với tính năng giảm hấp thụ nhiệt được sử dụng cho các hàng ghế trong xe, vô lăng ba chấu được thiết kế hoàn toàn mới, phanh tay điện tử tự động FPB và chức năng giữ phanh tự động (Auto Hold). Tất cả đều là những tính năng lần đầu tiên xuất hiện trên Spander 2022. Đặc biệt nhất là chức năng Macul. -Cool lần đầu tiên xuất hiện trên cụm điều khiển điều hòa kỹ thuật số được thiết kế mới, tinh xảo và dễ thao tác hơn. Về vận hành là hệ thống treo của Mitsubishi Spander 2022 được cải tiến, để nâng cao khả năng điều khiển, và vận hành êm ái trên mọi cung đường, kích thước phuộc, van bên trong phuộc, lò sau phuộc trước và phuộc sau cũng được tinh chỉnh để tăng cường sự vững chãi cho xe. Động cơ vẫn sử dụng loại 1.5 lít, cho công suất 104 mã lực và mô men xoắn 141 Newton Đi cùng với khối động cơ này là hộp số tự động 4 cấp đã được tinh chỉnh. Phiên bản nâng cấp Mitsubishi Spander 2022 còn chưa hết nóng, thì đã có thông tin về biến thể Hybrid cho năm sau. Động thái này cho thấy, Mitsubishi Spander quyết giữ vững vị thế trong phân khúc MVV, đồng thời cũng làm khó đối thủ khó nhằn nhất của mình là Toyota Velos Cross. Sau đây là bảng giá xe Mitsubishi Spander 2022 và Spander Cross 2022 mới nhất tại Việt Nam. Phiên bản Mitsubishi Spander Cross giá 688 triệu đồng. Mitsubishi Spander Ad Premium giá 648 triệu triệu đồng. Mitsubishi Spander Ad giá 588 triệu triệu đồng. Mitsubishi Spander MT giá 555 triệu triệu đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.